Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay ngày chủ nhật thì Dung có một cái tiệc sinh nhật nhỏ 15 khách của chú anh chị, mà giờ bảy báo là với Dung là có 10 khách thôi. Và sáng vô thì khách vô trang trí cái chỗ bông bóng rồi này kia này của chú anh chị, cho một cái bé gái sinh nhật là cũng của con gái của cô này là 18 tuổi. Nên bà ấy không có cột được bông bóng cho nên bà ấy Dung nhờ cột giùm. Cái này họ cột rồi xong rồi quấn cái sợi dây ri băng đó đó cô chú anh chị, cho cái bóng nó bay lên. Cái bình ga đó đó mua là nó bảo là bơm được 30 trái bóng, nhưng mà bơm mới có 8 trái là nó hết ga rồi cô chú anh chị ơi. Ở bên này khi mà các con hay các cháu gì 18 tuổi á, Dung thấy người ta tổ chức tiệc sinh nhật rất là lớn, nhưng cô chú chị giống như đánh dấu cái tuổi thành niên rồi đó. Bắt đầu 18 tuổi rồi, bắt đầu chuẩn bị xa nhà nè, rồi đi học ở thành phố lớn hơn, hay là bắt đầu được học bằng lái xe rồi này kia đó cô chú anh chị đó. Cho nên là 18 tuổi là cái tuổi đánh dấu rất là quan trọng trong cái cuộc đời của các con. Ma grande de 28, le second, je vais buter les ordres à la fin de l'année. Le second, il a un an de différence, le garçon, et la plus jeune, 18 ans. Nhìn cái cô này còn trẻ lắm nha cô chú anh chị, nhưng mà con trai lớn của cô ấy là 28 tuổi rồi, đã trở thành bà nội rồi đó. Có một cháu nội bé trai là 10 tháng tuổi. Bà ấy bơm được 6 trái bóng với lại một cái số 1 trong cái số 18, nhưng mà đã hết cái ga rồi, bây giờ ngồi phải thổi bằng miệng vậy đó. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chủ nhật nha, mà Dung làm của chú anh chị ơi, hôm nay sạn mình đi bán chợ trời rồi đó. Tại vì hôm nay có trong làng có một cái chợ trời lớn lắm, mà ai dèo vỡ kế hoạch rồi làm của chú anh chị ơi. Hôm nay thì mình có một cái tiệc sinh nhật nhỏ nhỏ, mới đầu 15 khách, giờ xuống còn 10 người thôi. Thôi kệ, mình hứa với người ta rồi mình làm luôn chứ giờ sao. Dung á, là Dung chọn cái cực nhất Dung mần đi với chú anh chị, mua cái máy bào cà rốt á, mua cái máy bào rau rồi này kia tới nhà máy lận, nên là ngán tiền của chú anh chị thôi, nên mình bào tay thôi. 6 năm trời rồi, 6 năm. Dung nhúng cái bánh là nó không có ướt lắm nha cô chú anh chị, nó không có mềm, mình chỉ ảo đá qua nước rồi mình lấy ra liền thôi, không có cho nước nhiều. Rồi, mua không có tôm của chú anh chị, mua cái hộp tôm này nó mới nở đầu hôm, nó có nấy nị à. Mà kệ, không có thì làm luôn. Nhỏ thì Dung thêm 3 con tôm, nhưng có chú anh chị bự đó, thì mình thêm 2 con. Mà tại nó bé xíu rồi, nó nấy nệ à. Nè, có chút xíu à, tại nhìn vô camera nó bự bự vậy chứ, trời ơi, nó bằng ngón tay Dung à. Sáng Louis nó bảo mẹ ơi hôm nay mình đi xe đạp, cái Dung mới nói với nó là bữa nay là mẹ mất làm rồi, cái nó dùng dằn sáng giờ của chú anh chị, nó bảo mà mẹ hứa với con là đi chủ nhật mà bữa chủ nhật mẹ không có làm mà đó, thường thường chủ nhật á là mình dành cho gia đình của mình, nhưng mà thôi khách tới khách đặt thì không lẽ mình hồi cũng kỳ với chú anh chị. Cái rồi với lại mà cái tháng 9 á bán thì nó chậm dữ lắm, thì Dung cũng chia sẻ hoài à, mà mình bầu bù ngày chủ nhật qua những cái ngày mà mình không bán được, trời, có ngày mình bán được 2-3 khách thôi, còn có ngày thì đông thật, nhưng mà cũng có ngày thì vắng lắm cô chú anh chị ơi, cho nên mình nghĩ là bán cái ngày chủ nhật để bù qua, nhưng mà không ngờ là mình tưởng 15 khách nhưng mà sao lại có 10 khách thôi, nhưng mà thôi giờ lỡ rồi làm luôn. Nó bán những cái ngày này thì bù lỗ qua những cái ngày mà mình bán không được.
khách chỉ báo giá thực đơn cho Dung thôi, chứ Khanh không có báo đồ ăn. Mình cũng không biết là khách hôm nay ăn cái gì hết. Nên là Dung cũng cuốn hờ. Có 10 người thôi cô chú anh chị ơi, cho nên là mình cuốn chừng 5 cuốn rồi cuốn là vừa rồi. Ở một lát hả, có thiếu thì mình cuốn thêm thôi. Tại mang tiếng bán đồ ăn Việt, nhà hàng Việt Nam, trời đồ ăn là chế hết đó cô chú anh chị ơi. Đó, được gỏi cuốn làm gì mà có cho chả giò chổng đúng không? Nhưng mà giờ không khách không ăn thịt luộc thì mình chế cho khách thôi. Ở chứ nếu mà cuốn tôm không thì ăn cái vị nó nhạt dữ lắm. Mà phải có thịt kèm thì nó mới béo béo, nó có cái vị mỡ nó mới ngon. Cái tiệc sinh nhật này á cô chú anh chị, để Dung kể cho cô chú anh chị nghe, nó bất ổn ngay từ đầu rồi. Thì ông khách á là ổng là một cái chủ tiệm cắt tóc, thì ổng tới chỗ Dung là 2 tuần trước rồi mà chưa bao giờ tới ăn chỗ mình đấy nha cô chú anh chị. Đó mà ổng lời ổng đặt tiệc thì ổng nói với ông xã Dung là có làm ngày chủ nhật hay không. Thì ông xã Dung mới hỏi bao nhiêu khách, nếu mà ngày chủ nhật bí quá từng 15 ha khách đổ lên thì mình làm, thì ông mới báo là 15 người đó. Thì ông xã Dung mới nói mới nhận đó. Thì ngày đó lẽ ra mình nghỉ, ông xã Dung nói để mở cửa hẳn cho ông một ngày đó luôn. Thì nhận vào ông đòi buổi tối, nhưng mà mình nói buổi tối thì không được, tại vì mình làm buổi trưa thôi và mình dọn dẹp nữa. Thế là ông nói để ông xách cái thực đơn, ông đi về ông hỏi là ý kiến của gia đình, rồi chọn món đồ này kia, coi giá đồ ăn đó. Tại vì lần đầu ông tới chỗ mình mà. Thì ông đi về rồi 2 tuần im re luôn cô chú anh chị. Mà trước khi về ông xã Dung có xin số điện thoại rồi đó, nhưng mà mình cứ đợi hoài mà ông thấy gọi để mà chốt đồ ăn, chốt cái tiệc cho mình á. Thì sáng thứ bảy là hôm qua nha cô chú anh chị, ông quay trở lại chỗ Dung. Thì ông mới nói là ủa thì rốt cuộc là chủ nhật có làm hay không. Thì ông xã Dung nói tôi đợi ông chốt đơn cho tôi đó. Thì ông nói là làm mọi người đi mới đầu là 12 người thôi, 15 rút còn 12 người thôi. Thế là ông xã Dung nói thôi làm luôn đó. Thì chiều thứ bảy trở lại thì ông gọi điện lại cho ông xã Dung, thì ông bảo là ông sẽ đem rượu champagne cho cô chú anh chị. Thì ông xã Dung nói được, ở đây thì mình tiệc sinh nhật thì khách đem champagne này kia. Xong ông nói đem bánh sinh nhật luôn thì khỏi ăn tráng miệng chỗ mình, chịu luôn đó cô chú anh chị. Nhưng mà ông báo cái giá tiền đồ ăn cho Dung rồi, lại có khai vị món chính và tráng miệng, nhưng mà ông lấy tráng miệng thì Dung vẫn tính tiền nha. Thì tại vì đặt cái giá đó thì nó có một cái set 3 món luôn vậy đó, còn khách mà không ăn kha tráng miệng chỗ mình thì tùy ý thích của khách thôi. Thì ông mới nói với Dung là, ông mới nói với ông xã Dung á là ông đem cái gì aperitif đó cô chú anh chị, là cái món ăn nhẹ mà trước khi mà ăn khai vị. Cái ông xã Dung mới im rồi nha. Cái ông mới nói là ở nhà ông có rượu sẵn rồi, cho nên là ông đem rượu vô luôn. Cái ông xã Dung phán một câu, ông xã Dung nói thôi vậy em đem đồ ăn vô luôn đi rồi rồi ông ở nhà ông ăn luôn cho rồi đi, chứ tới mà đi nhà hàng có cái gì ông cũng đem vô hết rồi sao tôi bán. Đó thì chốt lại là chịu là mình cho ông đem bánh sinh nhật, tại vì bánh sinh nhật ở đây Dung không có đặt cho khách, tự khách đem vô thôi, rồi mình cắt cho khách đó, rồi người ta vui thì người ta cho mình vài đồng cái tiền phục vụ thôi, tiền rửa dĩa đồ này kia thôi, chứ không mấy là không có đồng nào luôn. Thì thôi kệ, mình không có lấy tiền cái phần đó, chứ cái phần rượu champagne cũng vậy, ly đồ này kia coi như mình cho khách mượn hết. Chứ ở đây những cái nhà hàng mà đem rượu từ ở ngoài vô là cứ tính 10 euro một cái nút chai rượu nha của chú anh chị. Nếu không có rượu ở nhà hàng á thì cứ khui một chai vậy là 10 euro rồi tính thêm tiền phục vụ đó. Nhưng mà thì mình thôi kệ. Thế là ổng chịu là đem champagne với lại bánh sinh nhật, còn rượu thì ổng phải uống chỗ mình, đó là bắt buộc rồi. Hôm nay khách ăn đơn giản lắm cô chú anh chị, mọi người đều ăn chả giò với lại ăn dĩa thập cẩm nhỏ, rồi thịt kho và mì xào thôi. Cô chú anh chị hỏi Dung là chiên chả giò sao giòn, chị bí quyết, trời mình có bí quyết gì đâu chị. Thì bây giờ cô chú anh chị nhìn trên màn hình, cô chú anh chị sẽ nói cuốn chả giò của Dung là nó bị cháy đúng không, nó khét quá. Nhưng mà không phải cô chú anh chị, nó có một cái bên thôi. Khi mà mình cuốn cái lớp bánh tráng á, là nó sẽ có cái mặt mỏng, mấy bên nó sẽ mỏng hơn cái mấy bên còn lại đó. Khi mà mình cơ chiên cái chả giò là mình phải chiên cho nó giòn thật là vàng, thật là vàng, thì bên trong cái bánh tráng của mình nó mới chín vô cô chú anh chị ơi. Chứ mấy lần chín ở ngoài không, mà ở trong nó cái lớp bánh tráng nó còn trong trong á, ăn cái là cắn vô cái là nó da nhách à. Đó, khách ăn gọn lẹ vậy nè, mà sáng Dung bài binh bố trận cho cả đống. Dung cắt xoài
cắt dưa bằm xoài bào cà rốt một đống đó. Chiều nay là mình trộn gỏi mình ăn luôn chứ giờ sao giờ à, bỏ thì tiếc nhưng mà đâu có để được qua tới ngày mai ngày mốt đâu chú anh chị, thứ ba là đâu có để được qua tới đó đâu, nó hư hết à. Và tại vì cái xoài mà cắt buổi sáng buổi chiều bắt đầu nó tôm mật á, cái nó nhão nhão nó không ngon nữa, trộn gỏi rồi nó mềm nó không ngon, nó không có giòn. Đó, có một cái cuốn chả giò nó bị bể cho nên cái dĩa đó là dùng thêm 6 cuốn luôn, bù thêm một cuốn nữa cho khách. Khách ăn 8 phần mì xào thịt bò với lại 2 phần thịt kho. Gọn lẹ chưa cô chú anh chị? 8 phần xào thì Dung phân ra hai cái chảo xào cho nó dễ. Mình xào rau trước rồi một lát mình đi xào mì. Đó, rồi thịt bò mình thêm xào. Thịt bò thì hôm qua mình dặn tiệm thịt, tối ổng đi làm về cái ổng đem qua cho Dung luôn. Ở bên Pháp á, theo quy định ở nhà hàng á, khi mà mình đi mua thịt hay là làm bất cứ cái gì của chú anh chị là cái phiếu ở trên cái bao bì á, là mình phải giữ lại đó, cái này cái phiếu thịt mà ông xin tiệm thịt ông in cho Dung hai cái là tại vì cái này nó ướt á, nó bay chữ hết trơn rồi chú anh chị, để ở đây là cái thùng thùng luôn á, trời ơi, Dung không biết bao nhiêu mà nói á. Nhưng mà mình để là dù có kiểm tra á, là mình đưa cho người ta thì người ta sẽ kiểm tra đó nha của chú anh chị ơi. Dao là mỗi ngày mỗi liếc mà ông xã Dung cái nhầm bữa ông liếc cái dao nó cắt cũng như không có đứt à, mà liếc tại liếc bằng máy á à, tại vì tối buổi tối khi mỗi buổi làm xong á là mình chùi mình xịt thuốc rồi này kia, mình chùi cái dao á cho nó sạch rồi kia rồi mình mới cất nó sáng lại là mà dao mà rửa qua nước là nó lụt qua. Bên này á, nhiều ông sếp mà muốn cắt thịt mà nó mỏng thiệt mỏng á cô chú anh chị là để cho nó đông lạnh tí xíu, đông cho cái cục thịt nó dễ dẻ lại xíu á, là cắt rất là dễ luôn mà rất là mỏng nữa. Ở đây mình ở đây mình lấy thịt tươi về mình mở ra mình làm luôn à. Rau mềm rồi thì Dung cho nước tương vô nhưng mà khách chưa có ăn xong nè, bây giờ ông xã Dung nói từ từ hả làm, tại vì nhiều người người ta nói chuyện á nên là chưa có ăn tới đâu hết trơn á. Trong bàn thì có hai ba đứa trẻ con cho nên ông xã Dung kêu làm mì thì nhà quýt ít lại nhưng tụi nó ăn không hết đâu. Ăn gọn lẹ của chú anh chị, 2 phần thịt kho, 8 phần mì xào.
bọc cá chứ. Đó, vậy rồi cô chú anh chị thấy là sao mà trang trí. Trời ơi, ông ra dĩa ông còn phụ mình cũng được mà. Đó, vừa nấu vừa phụ. Vừa nấu vừa ra dĩa nữa. Thời gian ở đây mà mần cô chú anh chị ơi. Biết là hả? Đồ ăn này, trang trí nó đẹp thì nhìn nó bắt mắt, nó hấp dẫn hơn nè. Bó tay. Rồi xong, thiếu đúng một phần thịt luôn á. Còn một dĩa chưa có thịt. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Le tonton à Montgendre, qui a à Omartis. Ah, il est toujours sous le plein jeu, là, Omartis. Et bientôt, après, dans l'entraînement.